Hôm nay tụi mình sẽ review một quán ăn ở Hassel cho mọi người xem nha. Đầu tiên tụi mình mới kêu hai ly nước nè. Cái ly nước có cái cánh hoa hồng này, đó là Lovey on Cruise, là cái món cocktail đặc biệt của cái quán này. À quên, cái quán này tên là Walk Dynasty. Còn bên đây thì có một ly homemade lemonade, đó là một ly trà chanh nhà làm, quán làm. Đấy. Rồi, đây là nước ha. Vô cái người ta cho mình một dĩa bánh phồng tôm nè, để mình ngồi mình nhâm nhi. Bàn nào cũng có sẵn vậy luôn á. Đây là không gian quán nè mọi người. Còn sớm nhưng mà trong đây đốt đèn lấp lính rồi đi nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi review đồ ăn nha. Rồi mọi người theo chân mình nha. Trong đây không gian quán rất là rộng luôn á. Mấy cái bàn này là mấy cái bàn để mà đi nhóm đông người á. Ở đây đặc biệt á là có rất là nhiều tượng Phật. À, ở đây là đồ ăn nè. Quán này mở cửa buổi chiều lúc 5:30. Bây giờ chưa có nhiều khách cho nên đồ ăn lên rất là nhiều luôn. Ở đây có mấy cái tô rau. Ở đây là súp nè. Có súp cái gì? Một cái súp gì đó bốc khói nghi ngút luôn. Hai loại súp. Ở đây là nước chấm. Nước chấm cho cái hát cảo này nè, hát cảo sủi cảo gì nè. Ở đây là đồ chiên. Ở đây là cái gì, cá, chắc là cá chiên á. Có chả giò, có tôm chiên, mực chiên, cái bánh gì đó không biết nữa. Bên đây thì có các cái đồ sống này nè. Ở đây là mực thì phải. Ồ, đây là có tôm nè, tôm hùm. Ở đây có các món, có dịch sốt cam hay sao, có miếng cam, có nấm. Ở đây là các nguyên liệu này sống để làm cái món wok á, là cái món xào á, rau củ quả. Ở đây lại có những cái con này là con dẹm thì phải. Ở đây có hàu nữa nè. Đây nhân viên đang sắp xếp. Ở đây có một cái bùi con gì luôn nè, chắc là con bùa. Rồi mình sẽ review đồ ngọt. Ô, bữa nay ở đây có đậu phộng nữa nè, có sô-cô-la, trái cây, dưa lưới, đào ngâm, quýt, giải, các loại bánh ngọt. Ở đây có một cái tháp sô-cô-la đang chảy nữa nè. Cái này mình thấy mấy đứa con nít á, nó lấy cái xiên này nè, xong cái chĩa mấy cái cục kẹo, xong cái đưa vô đây để phủ sô-cô-la. Còn ở đây có các loại kem nè. Cái loại kem màu xanh xanh đó là sẽ có mùi của Singum Big Bubble đó. Rồi ở đây là cái quầy bánh ngọt, tiramisu rồi đó, panna cotta. Đây là cái chỗ để lấy đồ ăn cũng nhiều ghê ha mọi người. Mình sẽ quay lại cái chỗ cá hồi. Cái này là sashimi. Sushi sashimi cho mọi người coi. Đấy. Nha, bây giờ mình sẽ đi lại kia lấy cái dĩa rồi mình sẽ múc ăn. Có cái miếng cam và nhạt nhạt, có cái miếng lá, miếng lũi mà mình nha.
Mình mới đi lấy được một dĩa hải sản nè mọi người ơi. Ở đây là một cái con diệm xanh nè. Cái vỏ của nó còn xanh xanh luôn á. Ở đây người ta gọi là mussel. Còn đây là một loại salad. Salad này có rau nè. Cái này á là cá á. Cá mà làm salad á. Nó đỏ đỏ như vậy nè. Mình ăn thử. Nó mặn mặn. Còn cái này mình có bạch tuộc nè. Bạch tuộc người ta cắt vụn vụn ra á. Còn bên đây á là cá. Cá gì tao quên rồi. Cá trích. Cá trích mà sống á. Cái người ta hay ăn kèm với lại hành tây á. Đây là một cái món đặc sản của Hà Lan, của Amsterdam á. Thường người ta đi Amsterdam người ta sẽ ăn cái cá giống như vậy nè. Ta cầm nguyên con, cầm cái đuôi, cái người ta ăn nguyên con. Còn đây là một cái món đặc sản vào mỗi tối thứ sáu ở quốc Dynasty. Đó là tôm hùm. Mọi người coi nè. Con tôm hùm thì người ta không có để nguyên con mà người ta cắt ra cho khách dễ ăn á. Đó, đây là cái đầu của nó nè. Người ta xịt mayonnaise. Đó, cái đầu của nó đó. Còn cái này, cái phần này chắc là cái mình của nó mà người ta cắt thành khúc nhỏ nhỏ như này nè. Mình ăn bao nhiêu thì mình lấy. Mình không có lấy cái càng, tại vì cái càng nó khó ăn lắm. Cầm dơ tay lắm, cho nên mình lấy cái mà người ta cắt sẵn như vậy nè. Ăn cho nó dễ. Bây giờ mình ăn thử cái gì cho mọi người coi đây ta. Ăn thử miếng cá trích nha. Đây, cá trích. Đó. Nó mặn mặn thôi. Ngon, có hành tây á. Nó hằng hằng, nó làm nó không có cái mùi tanh của cá. Cái hành tây á vô nó giống như nó khử mùi á, mà thật ra nó cũng không có mùi gì để mà khử á. Ăn vô nghe mùi hành tây với mùi cá thôi. Ngon. Là mình ăn tiếp nha. Đây là người ta đi ăn, người ta mới lấy một dĩa gì đây. Ê, tùm lum. Nó lớn lên nè. Mình ăn chay, mình ăn nấm. Ăn chay với con gì đỏ đỏ kìa mà chay gì? Tôm. Con tôm. Đầu tôm thôi. Cái gì tắn tắn con tôm vậy? Nào nào, này hả? Ừ. Đâm linh xong. Đâm linh. À. Ha cảo. Ừ. Này là bạch tuộc. Bạch tuộc lấy ít vậy? Lấy nhiều thứ, có vịt nữa nè. À, vịt. Cá ngừ. À. Xì xì. À. Ra nấm. Ừ, ăn một cục gì đi. À, và... ừ. Ăn gì ăn nấm ăn chay mà. À. Nè không dám mua nấm mà lộ mắt. Ừ. Nấm vô đây ăn cho đã. Gì nữa? Nấm mặt đục. Salad hả? Salad à, không, bạch tuộc không có salad. À, thấy nó trộn chung với cần á. Không có chấm gì à. Thôi là lát. Ừ. Không gì nhiều. Nó cũng có giòn giòn. Ừ. Chắc trong salad á, nó không hợp. Ờ. Trong cái tháng này nữa. Nó no mà. Chấm nước tương. Bây giờ mình sẽ ăn nha mọi người. Là ăn một miếng cá trích nè, cá trích herring. Mình nhớ rất là cái rất là mềm, thịt ta đã file rồi, không còn miếng xương nào hết á. Nó mặn mặn, chắc người ta bỏ muối lắm. Đi ăn với mấy cái lát hành tây á, nó nồng nồng cay cay. Giờ mình sẽ ăn tôm hùm mời mọi người nha. Cái này ăn tôm hùm là thịt chắc lắm nha, ngọt.
Mọi người có thấy cái gặp của nó không? Gặp hay trứng ta? Trứng rồi. Cái cam cam á. Trứng gặp gì đó mình cũng biết nữa. Rất là qua mùi hải sản dữ. Vậy mình đã gỡ được cái miếng thịt ra khỏi cái miếng nhỏ rồi nè. Cái đỏ đỏ này là cá á. Mà cá nó làm gì á, mặn mặn. Rụp rụp ăn với cái miếng cá cam cam này nè, nó rất là hoài quyện luôn á. Cá nó có gia vị, còn rau thì nó lạc nhưng mà nó có cái độ tươi á, cho nên ăn nó rất là hoài quyện và đỡ ngán. Cá lóc thì nó có mùi cam. Ăn đẹp. Một đặc sản của Bỉ đó là con Michelin, hay ở Việt Nam mình thì kêu là con dẻm xanh á. Mà có thấy cái vỏ của nó xanh xanh không? Đây, mình đã gắp ra được cái ruột của nó, đắm một miếng nước tương. Cái này phải có muối ớt xanh này nè. Cắt được chồng. Chúc ăn. Là ăn sống được luôn á hả? Chồng gấp đây, lát em đi gấp sao em quay cho chồng. Cơm gì nữa? Gì cơm quá đó thầy. Mà anh có trứng đi. Nhiều cơm quá. Bên đây còn nữa nè. Đây là mình pasta. Đây là củ cải đỏ của cải đường nè. Không, con tôm này đủ giá hay đủ giá? Ủa nhưng mà con tôm kia được thì ăn được phải không? Chắc vậy, con nó đâm lệnh. Vậy ăn sao? Ai biết gì đâu. Nào,
Vậy ăn cái nào nữa? Qua bên kia ăn hàu kìa. Dòng qua kia. Không ăn bên đây à? Bên nào à? Ai đây có phải lấy cái dĩa khác không? Chắc không đâu hả? Nước sốt hả? Vậy. Cái này cái gì vậy? Cá hả? Cái này là gì? Mà có nguyên cái muỗng nè. Ê con này con mất sao lên nè. Ừ chẳng mấy chị đó, bự á. Còn mấy cái ly đó là gì? Chồng có món ăn luôn. Ừ, bán nhiều quá hả? Không quá biết đi một vòng đi. Rồi hồi dạo ăn ăn xong rồi dạo lại. Cái này là rau. Rau củ. Chắc ăn chung với rau hả? Salad hả? Ồ, có vịt kìa chồng. Cá giò, cái này chắc đồ Trung Quốc hả? Còn đỏ nữa. Cam nữa. Đi về hả? Còn bên đây nữa nè. With the rice hay là cơm? Còn ăn nấm hả? Cơm hả? Cơm khô. Bên đây là cơm. Mai không ăn cơm. Ở đây là bánh. Kem. Mouse. Kem. Ồ quá là kem luôn. Ồ có cái khác sô cô la gì nè. Mình lại đi lấy một dĩa đồ ăn nữa nè mọi người. Hồi nãy ăn đồ Tây rồi, bây giờ tới ăn đồ Tàu. Đa số các món ở đây đều là món Tàu hết nha. Ở đây có nấm nè. Nấm này ăn cũng ngon lắm, nó mọng nước lắm, mình ăn rồi. Ở đây là một ít giá xào với thịt, chắc là thịt gà quá không biết nữa. Còn đây là hai miếng vịt. Vịt này nấu cái gì đó mà nhìn cũng mỡ màng lắm. Và đây là ba cái miếng hát cảo, sủi cảo gì đó mình cũng không rành nữa. Đây một cục là nó màu vàng vàng như vậy nè. Một cục á thì nó như là hình vỏ sò. Còn một cục á là nó như là hình cái bánh quay dạt vậy đó. Nó có nước tương cho mình chấm với cái nước sốt này nè, chắc nước sốt chua ngọt á để mình ăn nha. Đầu tiên mình sẽ ăn miếng nấm nha mọi người. Nấm ngon lắm, chắc ngọt quá. Ăn một miếng giá xào. Cái này không phải giá xào mà kiểu như là bạn đi Tây. Ở Việt Nam mình hay ăn mấy cái mà đồ chua đồ á, có cà rốt, dê giá rồi nè. Làm bữa nay là salad rồi đó, salad nè bằng giá. Em biết vịt nha. Lần này, giống như
là vịt quay đó. Cái vị của nó cũng mặn mặn ngọt ngọt, vừa ăn. Tại vì tiệm như này á là hình như là của Trung Quốc á, cho nên là nó sẽ có những cái món Trung Quốc. Thì Trung Quốc thì ẩm thực nó cũng một vài món thì nó cũng giống Việt Nam á, cho nên là ăn cũng được, hợp khẩu vị. Giờ này kiểu như người ta lóc xương á, ăn thì lâu lâu có một lóc xương thôi, nhưng mà đa số là thịt. Nãy chồng chưa lấy đi chứ. Chắc giờ ăn hết mà, không ăn hết được. Ăn salad có cá xong nè. Ngon không ta? Trời nó mặn mặn không? Nó mỏng vậy đó. Ăn thử cho đúng. Cái này là cheese kẹp tomato. Không thích phô mai lắm. Còn nào coi. Nãy còn ăn nhiều không? Nãy còn còn. Còn ăn lấy nữa. Ăn được thì đó thôi. Chắc người ta ra thêm mà. Thích có chanh để cái gì nữa. Chắc bị dắt lên. Nhiều quá. Ăn để lên cái bụng mất bự. Ăn con này không bự nè. Hết chỗ rồi hả? Bự ra. Hồi nãy tụi mình mới vô là trời còn sáng á, bây giờ tối thui rồi. Dạ, đây là cái quán đông chưa, trời ơi, chiều tối đó, người ta đi đông ra ăn tối, muốn kính bàn hết luôn á, mà cái bàn kế bên mình thì chưa có ai vô, mấy cái chỗ đi nhóm á, họ cũng đông quá trời. Mình lại mới đi lấy một dĩa nữa nè, lần này lấy hơi ít, tại vì đông người vô quá. Cái đông khó lấy. Thì đây là cũng lại là một loại salad. Đây là đậu que có mấy cái sốt mayonnaise hay gì đó. Đây là cái hồi nãy có nguyên một cái đùi rất là đùi bò. Người ta lấy là người ta sắt từng lát như vậy nè, cho người mình muốn ăn thì mình gấp. Ở đây có một con ốc nướng nữa nè. Còn ở đây là một cái miếng bò mà steak á. Mình ăn cái mình nói họ, cái họ cắt ra cho mình. Đây là cá hồi nè. Còn cái miếng màu hồng hồng hơn á là cá ngừ. Màu cam là cá hồi. À, cái cục này không liên quan. Còn đây là con tôm chiên bột. Này là chắc là khoanh mực chiên bột. Mình ăn một miếng cá hồi sống trước nha. Này là mọi người, à cái này mình chấm với wasabi. Đây là wasabi, chấm wasabi vô. Cá hồi á, ăn sống nhưng mà không có nghe cái mùi tanh, cái mùi gì á. Kiểu cá hồi người ta cũng phải lựa một cái phần để chuyên làm sashimi á.
chứ không phải là phần nào của cá hồi cũng ăn sashimi được. Với lại là muốn chế biến sashimi đó là phải có, phải được đi học á, phải có bằng cấp rồi này kia, có chuyên môn á mới đi làm thợ, làm đầu bếp mà phục vụ sashimi được. Cho nên miếng sashimi đó ăn rất là tươi, rất là ngọt và không có bị tanh, và mình chấm cái nước tương. Chấm cái nước tương thì nó có vị mặn mặn á, ăn nó sẽ đỡ ngán hơn. Ăn miếng cá ngừ sashimi nha. Cũng là cá sống thôi, nhưng mà những con cá khác nhau thì nó sẽ có cái kết cấu thịt của nó khác nhau á, ăn vô là thấy khác liền à. Mà khác làm sao thì không biết diễn tả. Mà mình thấy cái con cá ngừ á, làm như thịt của nó mặn hơn đó. Biết là người ta có ướp cái gì không? Mà chắc không đâu, tại vì sashimi mà ướp vô đâu có giống sashimi nữa. Đây là một miếng sashimi cá hồi nữa nè. Ồ, ăn quá hả? Ừ. Bắn quay rồi. Cá hồi ăn nó khác với cá ngừ liền luôn á. Đây là một steak bò, nó còn hơi hồng hồng nè, bò tái, bò nướng tái, thì nó chấm vô tay. Người ta rắc muối không bạn? Hơi dai. Rồi cũng quá chấm nữa, tùy phô mai hay chấm. Dai quá à. Này nó cắt ra từ cái đùi rồi. Dạ, có ai nó để cái đùi rồi. Nó hẻo thịt. Dai quá, cuốn đùi, cuốn đùi. Dai quá. Rồi. Thịt cá gì này nhóc nè. Cá hả? Có mì không? Ừ, lại ít thôi. Chắc ngon lắm luôn. Thôi. Thôi em sợ nóng hết á. Em cầm nắp nhiều chút rồi em ăn cá. Mì thì ít thôi, em muốn ăn mì. Tôm, cá gì đó. Mì bò hết thôi. Gì? Bò, bò nó lạnh chứ. Gì đúng gì vậy? Cái gì vậy? Thịt heo hả? Phải không? Biết. Tôm. Nấm không? Hết số 7 đi. Không cho mà cái à,
Một dĩa đồ xào nè mọi người. Ở đây á, cái tiệm tên là Wok. Thì Wok á, Wok đó là một cái chảo, ý chỉ là các món ăn mà xào ở trên chảo á. Cho nên món xào á sẽ là đặc trưng của cái quán này nha. Đây à, mình có thể lựa chọn các cái topping á. Như ở đây mình lựa đậu nè, thịt bò nè, nấm mèo nè, mực, ớt chuông, tôm, này là hai miếng khóm, với lại các loại nấm, mình chọn bao nhiêu loại cũng được, chọn mì hoặc không chọn mì cũng được, cái gì mình thích thì mình lấy thôi. Và sau đó mình sẽ chọn cái sốt, rồi cái đầu bếp họ xào mấy cái này lại theo cái sốt mà mình thích thì ra được một cái dĩa wok cho mình đó. Bây giờ mình sẽ ăn nha. Đó chồng em chọn sốt gì? Rồng bào. Em chọn sốt Thái, gia vị Thái, cái số chín á. Cái đậu này nè, người ta nhúng cho nước sôi, nhúng cho hơi đụng á, rồi sau đó người ta bỏ vô người ta xào, cho nên đậu á nó còn xanh lè xanh lét này nè. Ăn vô thì nó ngọt, nó không có bị quá là ăn không biết nữa giờ. Vậy hả? Nấm mèo, đâu rồi bé ơi, nấm mèo không? Nấm mèo, mấy con gọi ra. Nấm nữ. Nó đây là nấm gì? Nấm gì tàu đó hay có, nấm gì ta? Không biết nữa. Có hai loại súp. Xong kia ra kìa. Không ăn gì ta. Loại kia năm bờ gì đó là. Cái đó để trên. Nóng nghe mùi dữ. Cái súp cua là thôi, chồng sẽ ăn không được, chồng hút hết thôi. Ủa cái muỗng cái giá này nó nặng quá. À, bỏ hành phi vỏ bánh mì lên vô. Thì giờ ăn được. Ủa nó mới đem ra ở à, trong đó là cái lò, cái chỗ hâm luôn mà. Ủa, à, có scoop á.
Nó giờ chưa bao giờ đụng như cái này luôn. Còn nó ngâm mít đá hay gì vậy? Cái gì đấy? Không có ghi gì vậy? Thài hả? Mè đen nè, cái đá đen đen chứ là mè đen. Mày thấy tao làm sao ta sơ sợ nhờ khó vậy? Buông ra, ừ vậy đó. Hai cục sô-cô-la nè, hai kem dâu. Hai kem này nè. Hai kem gì? Kem vani á. Khó vậy? Đi đi. Cái gì ăn kem rồi? Đó, tóc binh nữa kìa. Ồ, đó luôn. Đó, tóc binh chưa? Cái gì đây? Hộp gì tùm lum á. Cái gì đâu quá nè. Có nho gì nữa kìa. Ủa này kem gì đó? Ủa, cái này là kem ốc quế á. Ủa, quế đâu? À, hay là kem này mặt khe. Đây là gì? Má kem này nè. Ồ, banana cota mình nghe đổ mày nhớ ăn đi. Lấy cho em đi. Dạ. Đấy, party nó bán rồi. Này mặt khe. Ủa cái gì? Sao tự nhiên có cái trái gì vậy? Cà tim. Nè, mình đã ăn tem nè mọi người. Không biết mọi người có nghe mình nói rồi. Nãy cái nghe em quay cho mọi người coi á, bây giờ mình ăn. Không, có phải mà màu xanh này là nó thơm mùi như là ăn kẹo xung lưng bít bò bò vậy đó. Mình lo ăn trái cây nãy giờ nó muốn chảy rồi. Ăn kem dầu trứng mè đen, bữa hôm canh sô cô la. Bạn ăn quá. Có mấy cái cốm đỏ lên á, ăn nó vui mẹ. Cảm sô cô la nó hơn á. Năm trăm lượng. Và đây là gì á? Kem dâu với Ủa, có lấy cái tăm để chỉa hả? Ăn nho nữa. Nho mày là giải phải không? Sao bự quá vậy? Chồng ăn không? Ừ, cái hàu ăn với trái cây mắc cười quá, đào nữa nè. Có nước gì nghe gì kìa. Ừ. Chân đỏ nha. Dơ lưới không? Mà không nghe, cũng là nghe làm dĩa mì. Bà bên đây làm nghe dĩa mì. Ờ. Gì nữa? Khóm không? Em ăn khóm. Ồ, sắp tới ngày bị rồi, ăn nhiều. Cục nữa đi. Miếng đào ngâm. Chứ mùa đào chưa có tới cho nên chưa có trái đào tươi. Đào ngâm nhưng mà còn cứng và giòn nha, chứ không phải là mềm xèo. Cắn vô thịt đó, nó còn rất là căng luôn á.
thì nó mỏng hơn thôi, chứ không phải là ngon đường ngọt xớt, không có cái màu xanh. Còn đây là cái giải cái gì, nó có cái mùi đặc trưng của nó nha. Hải ngâm thì mọi người cũng biết rồi đó, nó có mùi đặc trưng của cái giải. Quên nữa, mẹ mình dạy ăn đồ chua trước rồi mới ăn mấy trái ngọt. Đúng rồi, mình ăn ngọt xong rồi mình ăn mấy trái là nó có vị chua, nó chua lắm. Để kiểm chứng là của mẹ mình sẽ ăn một miếng khóm. Mình lại ăn một miếng nào. Đây là một miếng dưa lưới hả? Dưa lưới thì nó giòn, nó ngọt rất là nhẹ luôn á, rất là nhẹ và thanh. Nhà mình thấy thì dưa lưới mà ruột xanh lắm, nó thơm hơn là dưa lưới ruột vàng, lại nó cũng hơi ngọt hơn nữa. Đây là chén kem của mình nè mọi người, còn đây là chén kem của người ta nè mọi người. Ghê chưa. Đây là cái chén tráng miệng của người ta nè mọi người. Nó cái bánh gì lạ lạ ha. Ăn đi, ăn đi, nhắc vậy thôi. Bánh đó còn chừng không ngon đâu. Bánh, ngọt quá. Bánh đó hồi đó có kêu ở Tokyo Tàu á, hình như không ngon đâu. Ngọt không? Ở trong nó sô cô la trắng á. Ngọt lắm á. Ngọt quá. Trong bánh xù vậy. Có bánh xù luôn á. Kem đông là kem. Kem bánh kem sao á. Mà sô cô la trắng. Ngọt quá. À, nó ăn ở Tokyo Tổ nó ghi là bánh chuối hay gì đó. Nhớ không? Đó. Này ngon à. Ừ. Trời ơi, cầm lửa miếng bự dữ nè. Xúc đại. Thơm. Cắn vô nó còn thơm dữ nữa. Em thấy cái cục màu xanh nó ngon hơn cái cục màu vàng. Nhìn như miếng xoài ha. Đang. Không phân biệt được mấy cái dưa này. Vì dưa vàng kim này, dưa gì biết. Dưa gan, dưa lưới, dưa. Nhưng mà cái này là dưa lưới. Dưa lưới ruột vàng và dưa lưới ruột xanh. Nào ngon hơn? Dưa nào mà. Lúc nãy em ăn cái màu vàng nó lạc hơn cái màu xanh. Ăn khá là. Ăn cái bánh gì đó. Cái này ngỡ thiếu rồi. Ấy nó có một mâm bánh xanh đỏ tím vàng quá trời luôn. Bánh hộp. Gì hộp gì? Không có miếng kem đã. Dưa lưới. Không có ăn tiramisu à? Không, không có. Ở trong cái tủ ở cuối gần ba cái kia. Thằng chặn đường nó coi nó biết né không? Con mèo hả? À. Dễ thương vậy. Đi theo nó. Wow. Trả lẽ. Nó xa quá. Ủa? Ủa chỗ khác nữa. Đó nữa là mạng.
nó lấy kẹp nè. Mọi người nhớ nhấn nút đăng ký và chuông để ủng hộ Little Five và xem thêm nhiều video trong tương lai nha.